Nói đến làng Mộc Đồng Kỵ, người ta nghĩ ngay đến làng Mộc Đồng Kỵ nổi tiếng ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Nhưng có một làng Mộc Đồng Kỵ khác mà ở đó. Hầu hết các thợ mộc và nghệ nhân đều từng có thâm niên từ vài năm đến vài chục năm làm việc ở Đồng Kỵ, Bắc Ninh. Tay nghề và tài hoa của họ góp phần không nhỏ vào Đồng Kỵ, Bắc Ninh. Đồng Kỵ mà chúng tôi muốn nói ở đây là làng Mộc Đồng Kỵ thuộc xã Tân Hương, một phiên bản khác của Mộc Đồng Kỵ Bắc Ninh vừa sống dậy ở Yên Bái sau bao nhiêu năm thoi thóp bởi nạn phá rừng và đất trống đồi trọc. Thường là dân ở đây thì hàng bán thì cho tất cả mọi người sử dụng quanh quanh đây, địa trên địa bàn. Gỗ thì dân thông dụng đây là xoan, lát rồi các gỗ linh tinh, coi như chung là của nguồn của gốc của Yên Bái mình. Bà con mang gỗ lạt đến thì mình xẻ xong rồi là mình lại đóng đồ để cho bà con nhân dân người ta sử dụng. Thế coi như là còn là những cái đồ này này là đóng lên nên là coi như cái này vừa kết hợp là đục bằng tay, thế rồi là máy móc kết hợp hai bên. Hiện tại với lượng gỗ ngày càng dồi dào bởi các cánh rừng trồng đã đến mùa khai thác gỗ, hơn 95% diện tích rừng ở huyện Yên Bình là rừng tự trồng theo phương thức nhà nước giao khoán cho người dân tự trồng, khai thác và đóng thuế. Các loại gỗ quý chưa có nhiều do trước đây chính sách trồng đại trà các loại keo lá tràm để phủ xanh đất trống đồi trọc. Làng Mỹ Nghệ sản xuất ở mức độ dè chừng và khai thác gỗ ván ép như là một cách lấy ngắn nuôi dài. Nó làm thì nó cứ ở trong xưởng này thì sản xuất thì nó có cái mức khoán, mình khoán chung cho anh em rồi. Còn đi phơi thì mình chở đến nhà nhờ bà con người ta phơi giúp, mình trả tiền cho họ theo đầu khối. Anh em họ bóc thì cũng làm theo đầu khối, tất cả là theo đầu khối hết. Cái sản phẩm này là đầu ra thì tiêu thụ chủ yếu là hàng trong nước nội địa mình. Hàng đi xuất khẩu đi nước ngoài thì cũng có nhưng mà nó ít, chủ yếu là hàng nội địa là nhiều. Một số xưởng thì họ cũng làm, họ xuất khẩu đi ra nước ngoài hoặc bán qua thương lái, nhưng mà như của nhà gia đình thì chủ yếu là để bán nội địa. Tôi là người nùng, thế coi làm gỗ này thì xuất khẩu đi bán ép này, bán này này, xong là lại đưa đến container này, xuất khẩu đi sang các nước Trung Quốc, Đài Loan. Mặc dù sức sản xuất tăng vọt trong vài năm trở lại đây, nhưng vẫn còn một vấn đề nổi cộm, đó là đầu ra cho sản phẩm. Dường như đi khắp đất Yên Bái, Trung Quốc vẫn là khách hàng mạnh nhất của các làng nghề. Đồng Kỵ Tân Hương cũng không tránh được tình trạng này. Hầu hết sản phẩm của làng Mộc đều sản xuất theo đơn đặt hàng của thương gia Trung Quốc. Có những đơn hàng thì người ta, một số đơn hàng thì họ đi Trung Quốc, còn một số thì đi Nhật hoặc Hàn Quốc, nhưng mà như ở thị trường Yên Bái này thì hàng đi Trung Quốc là nhiều hơn. Và bán sản phẩm cho Trung Quốc là một lựa chọn chặn đặng đừng bởi không tìm ra thị trường mới. Theo kinh nghiệm của các chủ xưởng nơi đây, chơi với Trung Quốc lúc nào cũng như ngồi trên lửa, bởi họ có thể lật kèo bất kỳ giờ nào. Và khi họ lật kèo thì sản phẩm chỉ còn một nước duy nhất là mang đi bán dạo hoặc vứt lăn lóc chờ thời. Hơn bao giờ hết, làng Mộc Đồng Kỵ Tân Hương cần có một thị trường ổn định để có thể phát triển dài lâu.